Và đây, sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu cho các bác đầu xuân năm mới, tất nhiên là sẽ có một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác và anh em. Một mặt hàng mà cuối năm vừa qua là cháy hàng, hàng về cuối năm sát ngày quá không thể kịp gửi cho các bác và anh em. Thì đây là một sản phẩm dòng đẩy 4 kênh đến từ ETC Pro Audio, có mã là D1200 với công suất là 1200W kênh. Đấy, những dòng đẩy này thì em nói thật là trong năm vừa qua là cháy hàng không kịp gửi, vì các bên vận chuyển họ không nhận nữa, cuối năm rồi không nhận kịp, và em gửi cho các bác ô tô rất là nhiều rồi, nhưng rất nhiều anh em đặt quá là muộn nên không kịp gửi, thì em phải lên video sớm cho các bác để cho anh em là có nhu cầu đặt về chơi xuân thì nhanh tay nhá. Một mẫu đẩy 4 kênh với công suất là 1200W kênh, cũng như là dòng đẩy cao cấp có màn hình đầy đủ thông số, bao gồm là hiển thị đầy đủ các thông số, các cái công suất của từng kênh này, 1, 2, 3, 4 này, tốc độ quạt gió cũng như là sẽ báo nhiệt độ từng vế. Và điểm đặc biệt nhá, tốc độ quạt gió này nó sẽ thay đổi theo nhiệt độ của từng kênh. Ví dụ như là từng vế nhiệt độ cao thì tốc độ quạt gió sẽ tăng, và nhiệt độ thấp thì tốc độ quạt gió sẽ giảm. Đấy nó sẽ automatic cho anh em, tự động hoàn toàn. Và phiên bản này là phiên bản cực kỳ cao cấp, anh em nhìn thấy rồi, có màn hình công suất của nó là 1200W một kênh. Với 1200W một kênh thì các bác mua về đánh sự kiện thì bao cho các anh em cứ mỗi kênh này một chiếc 40 coi 100, hoặc là anh em có thể đánh 40 coi 76 làm một đôi. Đấy, anh em gia đình có thể một đôi kênh này, một đôi 40 coi 76, hoặc là một đôi 30, căng đét cho các bác. Và kênh thứ ba anh em có thể sử dụng là các bác làm sự kiện thì hai kênh còn lại sẽ dùng là loa súp đơn 50 coi 100, còn em dùng gia đình thì kênh thứ ba có thể dùng loa lời, và kênh thứ tư anh em dùng súp đơn. Đấy, súp đơn 50, súp đơn 40, khỏe căng đét cho các bác và anh em, rất là đẹp, với thiết kế cực kỳ là đẹp. Đây là dòng đẩy hot nhất trong thời gian vừa qua, kể cả là giai đoạn cuối năm ngoái, cũng như là em nghĩ là trong video này, cũng như là tiếp theo là trong những ngày đầu xuân năm mới này, thì anh em rất là hot những dòng đẩy với một mức giá là cực kỳ hấp dẫn cho các bác nhá. Và đây soi kỹ cho các bác và anh em nội thất của nó, với một sử dụng là một nguồn đồng size 22 rất là to cho các bác. Đấy, một nguồn đồng size 22. Đấy, và hãng thì anh em biết rồi, tất cả các cái đây, tem của hãng này, QR code này. Đấy, đầy đủ cho các bác, mã vạch đầy đủ, hàng chính hãng của ETC. Và với một mức giá cực kỳ hấp dẫn, nguồn đồng size 22 rất là khủng nha, khủng nhất của trong những dòng đẩy 4 kênh. Cộng thêm nữa là anh em có thể thấy phiên bản nâng cấp sẽ nâng cấp từ 16 tụ lên 24 tụ lọc nguồn. Đấy, 4 kênh và 24 tụ lọc nguồn, nên nguồn rất là khỏe. Cộng thêm nữa là anh em thấy nhá, tất cả là sò trường LGV kép, tất cả là sò trường LGV kép, cả bù áp nữa là 80 sò cho 4 kênh. Đấy, quá là khỏe luôn. Đấy, 80 sò trường LGV kép cho 4 kênh. Anh em nhìn thấy các con bù áp của nó đây. Đấy, từng kênh nhá đều có bù áp. Đấy, từng kênh đều có bù áp luôn. 80 sò trường LGV kép cộng với cả 24 tụ lọc nguồn thì anh em biết rồi, quá là khủng luôn. Một dòng đẩy cực kỳ cao cấp. Và anh em có thể thấy ở đây nhá, với thiết kế mạch là thiết kế mạch Class H, nên thì anh em nhá, hiệu năng của nó cực kỳ tốt, đánh rất là khỏe, bền bỉ và ít lỗi vặt. Những dòng đẩy thiết kế mạch Class H này, đấy, rất là cao cấp, soi kỹ cho anh em này. Đấy, và đây nhá, anh em nhìn có thể đấy, tất cả các kênh đều có các rơ le chống cháy. Đấy, các rơ le đây, các kênh đều có các rơ le màu xanh đây, chống cháy luôn. Đấy, chống cháy đẩy cực kỳ cao cấp luôn. Đây là những cái phiên bản cao cấp thì anh em cứ yên tâm nhá. Đây, rơ le chống cháy. Đấy, kể cả nguồn này cũng có rơ le luôn, đầy đủ cho các bác. Có cầu rơ le, có cầu chì đây, anh em nhìn thấy không? Cầu chì đấy. Đấy, nên đã bảo vệ cực kỳ tốt. Và đặc biệt những dòng đẩy 4 kênh này đánh rất là khỏe, tiếng cực kỳ sáng. Và hàng này hàng chính hãng của ETC anh em nhá, hàng chính hãng, và trong thời gian vừa qua nó là hàng cháy hàng. Nhưng ngày hôm nay nhá, bên em sẽ giảm giá cho các bác ngày đầu xuân năm mới, với một mức giá em cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay, cũng như là dòng đẩy 4 kênh này dòng đẩy cao cấp nhất trong tầm giá này anh em không thể mua được. Đấy, hãng và ngoài anh em vẫn mua là hơn 10 triệu, nhưng ngày hôm nay nhá, em giảm giá cho các bác, giá chỉ có 6.200.000. Bên em sẽ bao ship và tặng cho các bác và anh em 4 dây đắc cà lông, 6.200.000 một chiếc đẩy. Đấy, 4 kênh, công suất là 1200W kênh. Và đặc biệt đây là phiên bản cao cấp, phiên bản cao cấp có màn hình đầy đủ này, có màn hình hiển thị các thông số như nhiệt độ này, công suất và tốc độ quạt gió, cũng như là đèn nháy. Và nội thất thì được nâng cấp 24 tụ lọc nguồn và 80 sò trường LGV kép, cả bù áp của từng kênh từng vế. Giá
ngoài vẫn bán hơn 10 triệu nhưng em nhá, Thế Anh Auto ngày đầu xuân năm mới bán cho các bác và anh em 6.200.000. Anh em mua hàng nhắn tin số em, chốt đẩy ETC D1200. Chốt đẩy ETC D1200 và anh em vui vẻ hoan hỉ cọc cho em 300.000. Vì thật sự anh em những chiếc đẩy này nhiều anh em hỏi là cân bao nhiêu thì con này là gần 30 cân và độc tiền dây rắc và tiền ship nó khoảng gần 500.000. Bên em sẽ miễn phí tặng dây rắc miễn phí ship cho các bác nên anh em vui vẻ hoan hỉ đầu xuân năm mới cọc giúp em 300.000, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt, ok chưa? Hàng này hàng mới sẽ được bảo hành cho các bác là 1 năm, bảo hành 1 năm cho các bác luôn, cực kỳ chất lượng đấy. Ngày đầu xuân năm mới thì nhá, các bác đang theo dõi video nhá, hoan hỉ nhá, các bác đi qua hoặc là đang theo dõi hoan hỉ cho bên em Simline nhá, để động viên Thế Anh Auto cho bên em Simline 1 đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều.